tụi nó nè, mình canh cái tay đúng này cái tầm, không nên cho cao vậy. Đấy tầm. Đúng. Đầu tiên là cú đánh trước, cú đánh trước, thấy không? Thí dụ nếu mà không đỡ là vô luôn nè, nếu đỡ vô nữa, thấy không? Vô thẳng mặt luôn thì người ta phải đỡ, bắt buộc người ta phải đỡ. Còn khi mình đánh ra ngoài á thì khi nó đỡ nó quýnh luôn sao? Vậy nên cái bình xuân quýnh hút vô ngay đường thẳng, không quýnh na méo gì hết. Lại này hút vô, thấy không? Thì bắt buộc phải đỡ thôi, không đỡ là nay lúc này cái này vô rồi. Vậy lúc ta đỡ thích thì sao? Ngay đó luôn, thấy không? Tức là mình phải làm sao thì thủ nó phải cảm thấy là cái đó là tấn công vô ngay cái đường trục tiến của nó, bắt buộc nó phải đỡ. Dù tay mình tới thì tới sao? Phạt xong. Đúng rồi. Đúng rồi, sau khi kéo ra xong tay tới phạt đi. Không, cùng lúc. Cùng lúc. Đó, hiểu không? Đó. Thì được chưa? Tới phạt. Đúng rồi. Chụp quen cái đó. Rồi muốn gì nữa? Cái mình tập nữa là cái đen sầu này. Vậy là tới ha, vừa thấy được vừa chặt tay lại thì bước lên bỏ. À, thấy không? Tay cũng đó là chuyển lên. Đó, cũng là chuyển lên. Đó. Thì vừa tay vừa mới mình đỡ kèm đi. À, cái bóng sầu cái này nè. Vừa mới thấy khi mình kèm vậy á là mình khóa tay chúng mình có thể tập đúng không? À, đúng rồi, mình tấn công này thì cái chỗ khóa tay này là tâm chuẩn bị của thọc rồi, lỗ bỏng sầu nhớ này không? Chút xíu thôi, mình vừa chém thôi. Nếu mà cũng đè mạnh quá người ta bung ra, người ta sử dụng tay này, hiểu không? Vô luôn, thấy không? Cái quan trọng là lúc mà vô cái cục chỏ này nè, quan trọng vô cục chỏ này nó rất là khéo rồi nè. Điều này như này đúng không? Lúc mà vô cục chỏ này không nhắc cái này nữa, tại vì thủ đang giữ tay nè, làm sao nhắc được? Thì cũng chỉ có là đưa đi. Dính như đây đúng không? Mình dính lên chút xíu thôi, mình vô luôn. Chứ không còn đưa cái dao lên mình nữa, tại vì người ta đã giữ cái cổ tay của mình. Thấy giữ cổ tay nữa. Đúng vậy, à, đúng vậy. Thấy không? Còn người nào mà không quen á, đưa vậy sao thì sao? Mình còn đưa lên này nữa, sao đưa được? Người ta đã giữ cái rồi, xuống. Ta hiểu chưa? Mình chỉ kịp dính thêm một chỗ này thôi. À, mình sẽ khóa được cái này, đòn nữa. Vô luôn, cái này cũng dùng theo cái tấn. Vô luôn. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Khi mà đúng tốt này dễ vô thì đỡ liền qua luôn nè, đỡ liền nè, vừa mình qua viên mình vừa mới vừa đỡ qua nè, mình gạt xuống mình đưa qua luôn, đánh thẳng vô luôn.
tức là mình kết hợp giữa cái đòn đỡ của mình và đòn công, hiểu không? Thấy chưa? Mình từ từ chỗ này. Lúc này sao? Không. À, lúc đôi này là shift qua thì nó là đôi này. Ví dụ như mình đánh cho nó vô. Ví dụ như tay đây rồi, nếu mà sụp quay ra vậy, giữ cứng thôi, đâu có qua được. Thấy chưa? Phải dùng cái người. À, cái này dùng theo cái người, thấy không? Đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Thì trong siêu âm tàu mình có cái đó rồi. Nhớ nó. Thì cố gắng cái này. Khi thấy lực thủ vừa tới, chuyển qua đánh phóng. Được chưa? Đó, phải tập cho được cái này nha. Thế này không? Đó. Thì thật sự ra cái này tay chỉ đây thôi, chỉ đánh lại. À, nhớ là phải dùng cái eo của mình đó. Thấy không? Chậm nè. Thấy không? Thấy không? Chậm nè. Thấy chưa? Để tập cho được cái quen. Ngoài ra cái đòn đó tập khi mà không đỡ thì thủ muốn lần đỡ kéo qua, thấy chưa? À lần đỡ ra chuyển qua, thấy chưa? Chuyển thấy này chuyển qua rồi. Khi mà mình chuyển này chuyển qua phút này đúng không, thì khi mà quấn thiệt á này qua dư tay qua đây là lắm nó một cái rồi, đây là thêm một cái nữa, hiểu chưa? Chứ không phải là chỉ một tay thôi. Lúc mình tập thì mình tập cái đòn này nó hơi khó, chuyển qua sai. Tay kéo nè, tay đã nắm này, một cái rồi tay này bùng cái thứ hai nữa, chứ đâu phải hai cái cùng lúc. Chuyển qua, hút, hiểu chưa? Đó đúng rồi đó, hút, chuyển qua một cái, hai cái, thấy chưa? Đo này cũng như này, đỡ, đó, đỡ này, đỡ này, rút qua, tấm, thấy chưa? Thấy chưa giờ hiểu chưa? Tấm này, hút, thanh sổ, chuyển qua, hút, hút, đó, hút, chuyển qua, giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó cái đòn đó. Chưa nhỉ cho lắm nhưng mà nó gì vậy? Hoặc là sau này nhuyễn hơn nữa thì mình dùng nó để mình công tấn công thủ, ví dụ siêu đấm lại đó, đúng không? Ví dụ siêu đấm lại đó, thì mình dùng cái đó luôn, hiểu không? Mình làm sao mình đấm lại người đó thì kéo nó qua đánh luôn, mình liên đòn luôn à, thấy chưa? Thì đó là tập cái đầu như vậy thấy chưa? Khi mà mình kéo được đừng có dùng lực liền, đầu tiên mình thử vô coi nó còn được không, còn được không, nếu mà thấy hết lực kéo đó. Chứ dù đang mình thường một con chơi lực liền mà kia rất hình, có thể là xương cứng xương liền, hiểu không? Không có đây gì, ví dụ mình uống à uống nữa nó đỡ nè, khi đỡ xong thấy thì mình kéo xuống, thì cái này á mình không có bị. Còn nếu mà ví dụ như con đang có gì đang mềm công nhìn nó cầm nó kết cái là mình sẽ có một sự đặt cái đầu, hiểu không? Đầu tiên mình được vô nhẹ vô đó, đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Đó gần đúng không? Đang gần đúng không? Lùi lại chút xíu lại. Đó. Đây gần thì quá xa rồi. Này hơi bị sát quá. Muốn lại được đúng không? Thì trường hợp này thì mình lùi lại chút xíu lại. Hiểu chưa? Này hơi nhiều. Hiện tại hơi nhiều. Dù như là cái đòn này đó, đòn này. Phải đúng không? Nè, ví dụ vậy, tút này hơi nhiều quá. Tại vì lùi ra mình muốn nhẹ thì cũng tới lên nữa. Tới lên, tới lên. Là mình sẽ bị mất thăng bằng. Vậy nên khi đây, đúng không? Đủ cái đó thôi, vừa đủ để mà ra khỏi cái tay này để mà đánh lại thôi, không nên xa quá ha, hiểu chưa? Đó, rồi vô lại liền thôi, kéo rồi được vô lại, tại vô lại gì đấy chi, hiểu không? Nếu mà con không có vô lại này vậy là vậy đánh ngang đánh đúng cái đó gì rồi đánh nói là tiếp theo rồi anh nó vẫn còn đây. Thì nó vẫn còn ở cái khoảng cách này cũng vẫn có thể dùng được. Sao thì hiện nay mình
khi mình ra được vô đâu là gì là vô đi ở mặt đó là cái dụ lực thì nó không có được khoảng cách được không không được khoảng cách là bỏ tắt thấy rồi kéo quá mạnh kéo nhẹ thôi đừng cái mặt tiếp theo đúng vậy đợi nữa lại tiếp thấy chưa nhỏ luôn luôn phải flow đòn không bao giờ gì ta đỡ không bao giờ không bao giờ đẹp hiểu không nắng thương nhẹ thấy đỡ đỡ sao kéo đỡ nữa kéo hiểu không đó thì khi mà đỡ nữa là mình mới đi đầu tiếp chứ còn đỡ mình cứ đè vô thôi bây giờ khi mà không flow được đó đó giờ phải chú trọng cái này là cái hồi nãy là kỹ thuật là làm sao mà phải liên đòn từ lần này qua đòn khác lần khác tới bây giờ đấy tới một cái độ khác là không chú ý về cái kỹ thuật gì mà chú ý về cái timing tức là thời điểm là như này khi mà sự đánh ra một đòn chịu thả cũng đỡ đúng không khi mình đỡ ra sự nếu mà nghĩ đòn xuống thì thằng đòn là thằng đánh đó là cái đó giai đoạn qua cái giai đoạn mà chỉ có kỹ thuật đấy qua cái loại này đó là cái kỹ thuật cũng là quan trọng nhưng bên cạnh đó mà có cái thời gian chính xác nữa ha thì cái mục đích của này là khi mà ví dụ như con đầu bò đó kịch
cái tay gì đó, ở cái đâu nào được, ở tay vừa chạm này á, chạm là sự đứng đầu tiếp, chạm đứng đầu tiếp, chạm phút đầu tiếp, chạm khi mà địch thủ vừa chạm tay này, phút là ăn đầu tiếp, nó vừa chạm tay này ăn tiếp, chạm này ăn tiếp, hiểu không? Chạm này ăn tiếp, thì á khi mà nó chạm tay mình cho ăn đầu tiếp, vậy nên mình lúc nào cũng là sao, mình cũng lúc nào cũng phải là ở hát của nó nửa đỏ, cái hiểu này không? Nửa đỏ tức là cái đó thì chắc là hiểu không? Nó chạm tay mình, đừng có cho nó chạm mà nó còn quấn lại nó. Nó vừa chạm mà mình hai cái khác chạm nó còn khác rồi. Đó, hiểu chưa? Là cái này gọi là timing, train cái này gọi là timing. Tập trung, cái xong cái hút thì bạn nghĩ này, đúng không? Chạm đi vô, đỡ này, thấy không? Dính nó đi, nó đỡ này. Ăn một cái đòn khác, thấy chưa? Rồi đỡ nữa, ăn đòn khác thì đỡ nữa, đòn khác là tới, đỡ nữa, hút đòn khác, đỡ nữa, hút đòn nữa, hiểu chưa? À, đỡ nữa, à, hút nữa, hiểu chưa? Tức là nó làm bất cứ cái gì mình phải nửa đòn, hiểu chưa? Cái này là một thay, tiêu tập này quen rồi cũng nhanh cũng chai gì, cái vừa mình sẽ đúng cái thời điểm đó, nó nhanh hơn, mình cũng phải là nhanh hơn nửa đòn, chứ mình không phải đợi. Ví dụ như quấn mà đã đỡ tấn công, ví dụ đỡ, à, đỡ, thức, đứng chờ hồn đúng. Thì tất nhiên mình sẽ bị chậm, đó, mình không cam được thời điểm đó. Để cái thời điểm của mình đỡ được liền vô, mình chạm tay nó là đòn khác là rào, không cần để ý tới đòn, mà để ý tới thời điểm như này, thế này, thấy không? Thấy không? Tức là mình chạm tay bút. Cái mức độ tiếp theo á, khi mà muốn làm sổ phần tiếp theo là mình tập